Diễn biến mới nhất về chiến trường Đông Âu trong suốt 24 giờ qua, Nga tấn công như vũ bão, Ukraine căng mình chống đỡ trước nguy cơ thất bại thảm hại ở Kursk. Nguy hiểm rình rập, khó khăn chồng chất, Ukraine tuyên bố lực lượng không quân nước này đã thực hiện thành công một cuộc đột kích mới vào khu vực biên giới Nga. Nga sẽ làm gì để bảo vệ các làn danh đỏ của mình? Trong bối cảnh đó, Ukraine kỳ vọng nhận thêm loạt chiến đấu cơ của Pháp Thụy Điển. Dù trước đó, vụ rơi tiêm kích F-16 của Ukraine đã gây chấn động dư luận, tuy nhiên bất ngờ xuất hiện giả thuyết mới gây chú ý. Thực hư giả thuyết này ra sao? Tại chính trường nước Mỹ, ba bang Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia đang nổi lên là những chiến trường quyết định trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Nếu cựu Tổng thống Trump thắng ở cả ba bang, ông gần như sẽ chắc chắn trở lại Nhà Trắng trong khi đó, bà Harris buộc phải giành chiến thắng tại ít nhất một trong hai bang để nuôi hy vọng chiến thắng. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Theo hãng tin Reuters, một chỉ huy cấp cao của quân đội Nga tuyên bố, nước này đang đổ lực lượng về khu vực vùng Kursk, miền tây nam nước Nga, để giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Sau hơn một tháng, hàng ngàn binh sĩ Ukraine bất ngờ tràn qua biên giới nước Nga. Bên cạnh đó, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga, Thiếu tướng Ati Alodinov nói với Sputnik, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn một nửa số thiết bị quân sự được sử dụng trong cuộc tấn công vào vùng Kursk. Ông Alodinov nói, Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể do bị Nga chặn lại và phá hủy vũ khí. Họ đã mất hơn một nửa số vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công này. Do đó tôi tin rằng trận chiến Kursk rất khó khăn đối với họ cuối cùng xét đến nhiệm vụ không được hoàn thành, có thể cho rằng đó là một thất bại. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga. Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền đông và giảm tổn thất nhân lực. Trên thực tế, vụ tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga cho đến nay vẫn chưa đạt được một trong những mục tiêu chính, chuyển hướng quân đội Nga khỏi tiền tuyến miền đông nhằm định hình lại chiến trường. Mặt khác, Ukraine đang đối mặt với sự hoài nghi lan rộng khi họ tập trung nguồn lực lên Kursk và đang để lại tiền tuyến miền đông với đầy những lỗ hổng mà có thể khiến Kiev phải trả giá đắt khi Nga liên tiếp đạt được đà tiến trong thời gian qua. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở ở Mỹ nhận định rằng Nga dường như đang quyết tâm giành được Pokrovsk bằng việc trì hoãn dồn lực lượng để quân đội Ukraine khỏi Kursk. Trong khi đó, về phía Ukraine, Lữ đoàn tấn công đường không Tavrian số 79 cho biết đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Nga và khu vực Kurakove thuộc tỉnh Donetsk. Lữ đoàn 79 thông tin thêm rằng đã phát hiện ra đoàn xe của Nga trước và sử dụng pháo binh, máy bay không người lái và tên lửa chống tăng để đẩy lùi cuộc tấn công. Trong khi đó, AviaPro thông tin, lực lượng vũ trang liên bang Nga tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực theo hướng tây của mặt trận, nhanh chóng tiếp cận thành phố Kurakovo. Theo các báo cáo mới nhất từ chiến trường, quân đội Nga chỉ còn cách vùng ngoại ô phía đông của thành phố khoảng 3 km. Một cột mốc quan trọng là việc giành được quyền kiểm soát lãnh thổ phía tây nam Krasnogorovka. Điều này thực tế đảm bảo việc tiến vào khu định cư Ochoye Ngoài ra, cuộc tấn công vào làng Maximilianovka vẫn tiếp tục, nơi được cho là đã nằm dưới sự kiểm soát một phần của quân đội Nga. Các đơn vị tấn công đã có thể vượt qua khu định cư từ phía bắc, làm tăng đáng kể áp lực lên quân đội Ukraine đang phòng thủ và tạo ra mối đe dọa thực sự về việc mất hoàn toàn Maximilianovka. Điều đặc biệt đáng chú ý là cuộc tiến công chiến lược của lực lượng Nga về phía Alexandropol. Hoạt động này nhằm phá hoại khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine, làm suy yếu các vị trí của quân đội Ukraine và tiếp tục tấn công các khu vực phía nam của mặt trận. Do đó, quân đội Nga đang dần tấn công căn cứ phía nam của điểm phòng thủ Ukraine. Điều này có thể dẫn đến tổn thất, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Báo Pravda trích dẫn thông cáo từ văn phòng truyền thông của Bộ Tư lệnh Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine cho biết, các đơn vị của Lữ đoàn Policia số 95 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine đã xuyên thủng một trong những khu vực biên giới Nga. Đây là chiến dịch đột kích xuyên biên giới thành công thứ hai của chúng tôi kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở vùng Kursk của Nga. Nhà chức trách Ukraine cũng đăng một đoạn video quay cảnh binh lính nước này vô hiệu hóa các rào cản kỹ thuật của nước láng giềng. Các đơn vị tấn công đường không của Kiev sau đó tiến vào lãnh thổ Nga. Trong video, hai bên đã có các cuộc đụng độ ban đầu ở khu vực biên giới. Các xe tăng Ukraine đã giao tranh ác liệt với đối phương tại một cứ điểm không xác định. Quân đội Ukraine hiện vẫn chưa tiết lộ vị trí chính xác của chiến dịch đột kích mới. Trong khi nhiều người Nga lo ngại về khả năng Ukraine được dùng vũ khí tầm xa phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ, số khác vẫn tự tin về tiềm lực quân sự của đất nước. Dù trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra cảnh báo rằng việc phương Tây chấp thuận cho Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga chẳng khác nào phát động một cuộc xung đột chống lại Nga. Mối đe dọa về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được khơi dậy. Chủ tịch Duma quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, Vyacheslav Volodin cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Nga sẽ dẫn đến xung đột hạt nhân. Đồng thời nhắc nhở nghị viện châu Âu rằng trụ sở của họ tại Strasbourg, Pháp chỉ mất 3 phút để một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM của Nga đến nơi. Tuy nhiên, theo Washington Post, bên trong Điện Kremlin ngày càng có sự công nhận rằng việc sử dụng liên tục mối đe dọa hạt nhân đang mất dần hiệu lực và các làn danh đỏ của Moscow liên tục bị vượt qua. Các nhà phân tích và các quan chức thân cận với giới ngoại giao Nga cho biết, thay vì sử dụng hạt nhân, Tổng thống Putin đang tìm kiếm một phản ứng tinh tế và hạn chế hơn đối với việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công Nga. Tatiana Stanovaya, người sáng lập công ty tham vấn chính trị Aeropolitik, có trụ sở tại Pháp cho rằng Tổng thống Putin đang tìm kiếm một loạt các lựa chọn để ngăn chặn sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine và cố gắng thực thi các làn danh đỏ của mình. Theo bà, có những lựa chọn mà ông ấy không muốn thực hiện và có những lựa chọn ông ấy sẵn sàng xem xét ngay. Bà Stanovaya bình luận, ông ấy coi vũ khí hạt nhân chiến thuật là sự lựa chọn tồi tệ nhất cho mọi người và cho chính bản thân mình. Các biện pháp hạt nhân hoặc một cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ NATO sẽ chỉ được cân nhắc nếu Tổng thống Putin cảm nhận có mối đe dọa đến sự tồn tại của nhà nước Nga và không còn lựa chọn nào khác. Theo chuyên gia Tatiana Stanovaya, đối với một tình huống như vậy, phương Tây nên đi xa hơn những gì đang thảo luận hiện nay. Washington Post cho rằng các quan chức Nga dường như đã phần nào được xoa dịu trước sự do dự rõ ràng của Mỹ trong lập trường dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga bằng tên lửa phương Tây. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá Điện Kremlin vẫn đang chịu áp lực phải phản ứng theo một cách nào đó và ngăn chặn các làn danh đỏ của mình liên tục bị vượt qua. Một số chuyên gia cho rằng Tổng thống Nga Putin cố tình đưa ra các mối đe dọa hạt nhân mơ hồ để tăng cảm giác nguy hiểm cho chúng. Trong khi bà Stanovaya thì nhận định sự không chắc chắn sẽ ngày càng gia tăng vì không ai hiểu Tổng thống Putin cuối cùng sẽ chọn phản ứng nào cho từng hành động cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Kiev đang thảo luận về việc chuyển giao máy bay Mirage, Gripen và Eurofighter. Các cuộc thảo luận được cho là cũng bao gồm các cuộc tham vấn về Eurofighter, một trong những máy bay phản lực tiên tiến nhất ở châu Âu, mặc dù thông tin chi tiết vẫn còn ít và hậu cần vẫn là một rào cản có thể xảy ra. Theo tờ Kiev Post, ông Omerov cho biết các đồng minh phương Tây của Kiev đã cam kết chuyển giao máy bay chiến đấu đa năng Mirage của Pháp và Gripen của Thụy Điển để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine khi được phỏng vấn trên truyền hình về số lượng máy bay F-16 do Mỹ sản xuất được chuyển giao cho Ukraine, ông Umerov cho biết ngoài F-16, với một số chiếc trong đó đã hoạt động tại Ukraine, Kiev còn nhận được cam kết về Mirage và cam kết hoặc tham vấn cho chiếc Gripen. Cuộc thảo luận cũng được cho là bao gồm tham vấn về Eurofighter Typhoon, một trong những máy bay phản lực tiên tiến nhất được các quốc gia châu Âu triển khai, mặc dù có khả năng các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu dựa trên ngôn từ bày tỏ của ông Umerov. Ông Umerov cho biết thêm rằng Bộ Quốc phòng Ukraine đã cập nhật cho các đồng minh của Kiev về nhu cầu và năng lực đường không của nước này. Ông cho biết Nga sử dụng tới 300 máy bay chiến đấu và tới 300 trực thăng chống lại Ukraine, trong khi đất nước ông đã thảo luận các chiến lược để chống lại các mối đe dọa với các đồng minh của mình. Cách tiếp cận của Ukraine trong nỗ lực giành được sự hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất từ phương Tây đang phát triển tích cực sau sự can thiệp quan trọng của đệ nhất phu nhân Olena Zelenska vào năm ngoái, nhưng vẫn còn những thách thức lớn trong thời chiến. Thời điểm đó, trả lời phỏng vấn đài BBC, bà Zelenska nói rằng việc viện trợ chậm lại là một mối nguy hiểm chết người đối với Ukraine. Bà nói, chúng tôi rất đau lòng khi thấy những tín hiệu cho thấy sự nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ có thể phai nhạt. Tờ Kiev Post dẫn lời Bộ trưởng Umerov nói thêm, đó là lý do tại sao chúng tôi giải thích với các đối tác của mình về số lượng lữ đoàn hoặc phi đoàn mà chúng tôi cần. Về vấn đề này, chúng tôi cũng giải thích cho họ và giải thích về những nền tảng không quân mà chúng tôi cần. Năm ngoái chúng tôi đã tập trung vào đào tạo phi công, vào việc có được các nền tảng, vào việc xây dựng tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết. Hồi tháng 6 năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu Mirage 2000 và đào tạo phi công Ukraine như một phần của thỏa thuận hợp tác quân sự mới với chương trình đào tạo dự kiến bắt đầu vào mùa hè. Mạng truyền thông Pháp sud đưa tin vào cuối tuần trước rằng Pháp đã hiện đại hóa một số máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm f dành cho Ukraine với khả năng tấn công mặt đất. Vào tháng 7, tờ Kyiv Post đưa tin rằng Ukraine đã từ chối lời đề nghị của Thụy Điển về việc chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển với lý do khó khăn trong việc tiếp nhận và tích hợp đồng thời hai khung máy bay khác nhau của phương Tây sau khi F-16 mới được bàn giao gần đây. Trong gói viện trợ gần đây cho Ukraine, Thụy Điển cũng liệt kê mục mua các bộ phận cho máy bay Saab GIS-39C D Gripen khi nước này hiện đại hóa đội bay của mình, đồng thời nói thêm rằng các bộ phận đã quá đết có trong gói chuyển giao tiềm tàng trong tương lai cho Ukraine sẽ tùy thuộc vào quyết định của chính phủ Thụy Điển. Trang tin Breaking Defense của Mỹ đã nắm bắt được một số chi tiết về vụ tai nạn máy bay F-16 khiến phi công Ukraine Oleksiy Mes thiệt mạng, bao gồm khả năng máy bay dính mảnh vỡ tên lửa Nga. Những mảnh vỡ của tên lửa Nga khi bị bắn hạ nêu trên có thể đã gây hư hỏng cho động cơ và các bộ phận khác của máy bay, khiến máy bay F-16 bị nổ tung và phi công tử vong trước khi kịp thoát ra ngoài. Breaking Defense chỉ ra rằng đây là lời giải thích khả thi nhất khi xét đến những tiền lệ trước đó. Như vậy, theo nguồn tin của Breaking Defense, Ukraine đã thiệt hại 4 máy bay chiến đấu vì cùng lý do, gồm 2 máy bay MiG-29 và 2 máy bay chiến đấu Su. Nguồn tin nói thêm, những tổn thất trước đó không thu hút nhiều sự chú ý vì chúng không phải là máy bay chiến đấu hiện đại đắt tiền. Trước đó, nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuglaya nói rằng máy bay đã bị một tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine bắn rơi do nhầm lẫn. Một quan chức giấu tên của phương Tây cũng nghi máy bay bị rơi do bị bắn nhầm. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự Ukraine hoài nghi về giả thuyết trên. Họ lập luận các tổ hợp phòng không do phương Tây viện trợ và máy bay F-16 đã được thử nghiệm cùng nhau trong những điều kiện tác chiến vô cùng phức tạp nên khó có thể xảy ra sự cố bắn nhầm. Không quân Ukraine cho biết vào thời điểm đó, ngoài Patriot, Kiev còn triển khai nhiều hệ thống phòng không khác, bao gồm các nhóm cơ động trang bị tên lửa Stinger và tên lửa Starstreak của Anh. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng sự cố đã giáng đòn mạnh vào quân đội Ukraine cả về mặt nhân sự, khí tài và sĩ khí. Cây bút Thomas Newdick viết trên chuyên trang quân sự Ujol của Mỹ: Không quân Ukraine mất một tiêm kích F-16 quý giá để phục vụ chiến đấu, nhưng thời điểm xảy ra sự việc này không thể tồi tệ hơn. Điều khiển tiêm kích tham chiến là một trong những nhiệm vụ phức tạp và nguy hiểm nhất của mọi lực lượng không quân. Nhiều phi công giỏi nhất của Mỹ cũng từng trải qua các vụ rơi F-16, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Chuck Brown và cựu Tham mưu trưởng Không quân David Goldfin. Khóa huấn luyện tiêm kích F-16 cơ bản của Mỹ thường kéo dài 9 tháng. Các phi công hoàn tất khóa học sẽ chuyển đến đơn vị tác chiến và tiếp tục được huấn luyện trong nhiều tháng, trải qua hàng loạt đợt diễn tập trước khi được xác nhận đủ khả năng chiến đấu trong điều kiện thực tế. Trong khi đó, chương trình huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine được rút ngắn chỉ còn 6 tháng. Họ cũng lập tức phải tham chiến không lâu sau khi tốt nghiệp. Các quan chức phương Tây đang tranh cãi liệu Ukraine có thực sự khôn ngoan khi triển khai tiêm kích F-16 chỉ vài tuần sau khi tiếp nhận, cũng như cử phi công với số giờ bay hạn chế tham chiến. Theo Bulgarian Military, vào mùa xuân năm nay, một máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Ukraine đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một cánh đồng cải dầu ở vùng Dnipropetrovsk. Thông tin này mới được Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ gần đây kèm theo bức ảnh về chiếc máy bay. Thông tin cụ thể về sự kiện này rất ít và nguyên nhân buộc chiếc MiG-29 phải hạ cánh khẩn cấp vẫn chưa được tiết lộ. Từ bức ảnh có thể thấy rằng chiếc máy bay này không bị tấn công, một số người cho rằng có thể do trục trặc kỹ thuật nên phi công phải thực hiện động tác nguy hiểm này. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, thân máy bay đã bị hư hỏng, cần phải sửa chữa và phi công đã thoát khỏi máy bay an toàn sau khi hạ cánh. Các chuyên gia đánh giá cao khả năng phục hồi của MiG-29. Những chiếc MiG-29 đã đóng vai trò quan trọng trong cả nhiệm vụ phòng thủ và tấn công của Ukraine. Đáng chú ý, quân đội Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các phụ tùng thay thế thiết yếu, Nhờ vậy mà Kiev vẫn có thể duy trì phi đội MiG-29 hoạt động trước những tổn thất chiến đấu. Bức ảnh về một chiếc MiG-29 hạ cánh khẩn cấp trên một cánh đồng nông nghiệp cho thấy một trong những ưu điểm của MiG-29 so với F-16. Gầm máy bay chiến đấu của Liên Xô chắc chắn hơn đáng kể so với F-16 của Mỹ. Sự chắc chắn này đã giúp MiG-29 vẫn ở trạng thái tương đối nguyên vẹn khi lao xuống đất thay vì mũi máy bay cắm xuống đất. Big 29 được thiết kế để cất cánh và hạ cánh từ các đường băng gồ ghề hoặc có cơ sở hạ tầng hạn chế, điều rất phổ biến ở nhiều căn cứ không quân của Liên Xô trước kia. Bộ phận hạ cánh của nó được thiết kế độc đáo để xử lý các bề mặt không bằng phẳng, có thể là trên cánh đồng hoặc thậm chí là những con đường đất. Điều này có nghĩa là phải trang bị cho Big 29 một bộ phận hạ cánh được gia cố chắc chắn hơn để có thể chịu được những điều kiện như vậy. Hơn nữa, MiG 29 tự hào có hệ thống giảm sóc được tăng cường với các thanh chống dày hơn và vật liệu cứng hơn để đối phó tốt hơn với sự khắc nghiệt khi hạ cánh trên địa hình gồ ghề. Bánh xe lớn và hệ thống thủy lực mạnh hơn đóng vai trò quan trọng, cho phép máy bay thực hiện các cuộc hạ cánh phức tạp với thiệt hại tối thiểu. Khi so sánh F16 với MiG 29, sẽ nhận thấy rằng MiG 29 có khoảng sáng gầm cao hơn. Lựa chọn thiết kế này giúp giảm nguy cơ hư hỏng khi hạ cánh trên địa hình gồ ghề. Trong khi đó, F16 được tối ưu hóa cho đường băng trải nhựa trơn tru, thường thấy ở các căn cứ không quân phương Tây. MiG-29 được thiết kế với yêu cầu là tăng hiệu suất cất cánh và hạ cánh trên những đường băng ngắn. Điều này có nghĩa là máy bay phải đáp ứng được điều kiện để hoạt động trên những đường băng ngắn hơn và có cơ sở vật chất hạn chế. Vì vậy mà bộ phận hạ cánh chắc chắn của MiG-29 là một tính năng quan trọng cho phép chiếc máy bay có được sự linh hoạt này. Những thiết kế quân sự của Liên Xô chẳng hạn như MiG-29 thường ưu tiên về độ bền và sự tiện dụng. Mục tiêu là đảm bảo cho những chiếc máy bay này có thể chịu được những điều kiện không lý tưởng, bao gồm việc hạ cánh trên địa hình gồ ghề, điều kiện sân bay kém và cơ sở bảo dưỡng tối thiểu. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, Ukraine đã khéo léo bổ sung thêm cho những chiếc MiG-29 thời chiến tranh lạnh của mình bằng các hệ thống vũ khí tiên tiến của phương Tây. Những chiếc MiG-29 được nâng cấp đang sử dụng các vũ khí như tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88, bom dẫn đường chính xác tầm xa, bom đường kính nhỏ GBU-39B và bom dẫn đường AASM-250 Hammer do Pháp cung cấp. Việc hạ cánh khẩn cấp đã cho thấy những thách thức đáng kể mà Ukraine phải đối mặt trong việc duy trì hoạt động của lực lượng không quân. Với nguồn lực hạn chế và máy bay cũ kỹ, quân đội Ukraine đã chuyển sang các chiến lược sáng tạo để duy trì ưu thế trên không và thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào lực lượng Nga. Bằng cách trang bị cho MiG-29 các loại đạn dược hiện đại, Ukraine vẫn duy trì được sự hiện diện trên không mặc dù phi đội của họ phải chịu nhiều áp lực. Dự án Mi and My mới đây cho biết, dựa trên hình ảnh vệ tinh, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Shamat được cho là đã phát nổ trong cuộc thử nghiệm ở Plesetsk, Nga. Mi and My Archie viện dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy một hố lớn đã xuất hiện ở Pelesetsk có thể do một tên lửa phát nổ trong silo. Các vệ tinh NOAA-20 và SUOMI NPP đã phát hiện đám cháy ở bãi thử. Cùng lúc đó, một máy bay trinh sát Boeing RC-135S Cobra của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ ở Alaska để quan sát vụ thử tên lửa Samat. Myanmar cho biết, trích dẫn dữ liệu Flyradar24 Tuy nhiên, máy bay này không ghi lại được vụ phóng. Các chuyên gia tin rằng vụ nổ có thể không xảy ra trong quá trình phóng mà trong quá trình nạp nhiên liệu. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, do tên lửa Samas sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng nên có thể đã xảy ra sự cố dẫn đến hố sâu xuất hiện. Ngoài ra, còn có khả năng tên lửa bị rơi trong quá trình phóng. Bốn xe cứu hỏa có thể được nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh. Điều đáng chú ý là tính đến sự cố này trong toàn bộ thời gian sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat, Nga chỉ thực hiện được một vụ thành công trong năm lần phóng vào ngày 20 tháng 4 năm 2022. Tháng 10 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ Nga đang sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chiến lược RS-28 Sarmat. Ông nhấn mạnh tên lửa đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và sẵn sàng đưa vào thực chiến. Được nhiều phương tiện truyền thông gọi phổ biến bằng cái tên Satan 2. RS-28 Sarmat là vũ khí được Nga ca ngợi là tên lửa uy lực nhất thế giới. RS-28 Sarmat là tên lửa đạn đạo 3 giai đoạn, sử dụng nhiên liệu lỏng, được trang bị đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV) và có thể mang lượng nhiên liệu nặng 178 tấn. Tên lửa này có thể mang theo từ 10 đến 15 đầu đạn hạt nhân, ước tính có sức công phá hàng chục megaton. Tên lửa cũng được trang bị nhiều loại mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ của đối phương. RS28 Samad được trang bị động cơ RD274 ở giai đoạn đầu và các đầu đạn trên Samad có thể lao tới mục tiêu ở vận tốc Mach 20,7, tức là khoảng 25.500 km h với quỹ đạo bay phức tạp, gần như không thể đánh chặn. Nếu so sánh với hệ thống tên lửa chiến lược của Mỹ, Minuteman III LGM-30 sẽ là đối thủ gần nhất với Samad. Nga tin chắc rằng do đặc điểm vượt trội nó có thể vượt qua tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại và được coi là vũ khí có tầm bắn lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu chính thức của Nga, tên lửa Samat có tầm bắn hơn 11.000 km, có nguồn ước tính lên tới 18.000 km và có thể mang đầu đạn nặng 10 tấn. Samat cũng có thể lắp đầu đạn siêu vượt âm Avangard hoặc nhiều loại phương tiện lướt siêu vượt âm trong tương lai. Hồi tháng 3, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết Nước này có thể sản xuất 2 triệu máy bay không người lái UAV mỗi năm, nhưng lại không có tiền để ký hợp đồng với các nhà sản xuất. Thời điểm đó, tờ Guardian của Anh dỡ lời ông Mikhailo Fedorov nói, chúng tôi có thể mở rộng quy mô thị trường đến mức có thể sản xuất hơn 1 hoặc thậm chí 2 triệu máy bay không người lái. Theo ông, hoàn toàn có tiềm năng để Ukraine tăng cường sản xuất thêm mọi loại máy bay không người lái, nhưng cần thêm hỗ trợ tài chính từ Mỹ, chính phủ và các mạnh thường quân phương Tây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov mới đây cũng tiếp tục nhấn mạnh Ukraine sẽ mua hơn 1 triệu UAV và Kiev cũng có thể sản xuất hàng triệu UAV. Trong đó, ngân sách nhà nước chi trả cho một phần và chúng tôi tìm được một số nguồn tài trợ từ các đối tác. Ông nhấn mạnh Ukraine có khả năng làm được điều này. Ông nói năm tới Ukraine sẽ không để đối phương vượt lên trước. Ông Umerov cũng tuyên bố mở rộng chương trình tên lửa. Ông nói chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng chương trình tên lửa của chúng tôi gần với chương trình UAV mà chúng tôi có trong nước. Ở chiều ngược lại, phát biểu tại một cuộc họp ở Saint Petersburg về vấn đề sản xuất máy bay không người lái UAV, cách đây ít hôm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tổng cộng khoảng 140.000 máy bay không người lái các loại đã được chuyển giao cho lực lượng vũ trang vào năm 2023. Năm nay, số lượng máy bay không người lái dự kiến sẽ tăng đáng kể, chính xác hơn là tăng gấp 10 lần. Ai chủ động hơn về nguồn cung vũ khí trên chiến trường sẽ giành chiến thắng. Cả Nga và Ukraine đều đã mua máy bay không người lái ở nước ngoài và đẩy mạnh sản xuất loại vũ khí này. Trong đó, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV giá rẻ, ban đầu được phát triển cho những tay đua dân sự, được điều khiển bởi các phi công trên mặt đất và thường đâm vào các mục tiêu chất đầy thuốc nổ. Một chỉ huy Ukraine từng đánh giá rằng số lượng máy bay không người lái Nga gấp từ 5 đến 7 lần so với Ukraine. Bên cạnh đó, máy bay không người lái giá rẻ của Ukraine ngày càng dễ tổn thương hơn trước thiết bị gây nhiễu của Nga, buộc thiết bị này phải tiếp tục đổi mới. Ukraine cũng sản xuất máy bay không người lái mới với nhiều khả năng khác nhau, ví dụ như máy bay không người lái trinh sát Ironclad, máy bay không người lái Backfire chống nhiễu. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang diễn ra với sự cạnh tranh khốc liệt giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris trong khi nhiều bang được xem là chiến trường quyết định kết quả ba bang pennsylvania bắc carolina và georgia nổi lên như những địa bàn trọng yếu mà bất kỳ ứng cử viên nào muốn giành chiến thắng đều phải chinh phục theo tờ politico mới đây cho biết ba bang này đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua vào nhà trắng nếu cựu tổng thống mỹ donald trump có thể thắng ở cả pennsylvania bắc carolina và georgia cơ hội trở lại nhà trắng của ông trở nên gần như chắc chắn đối với phó tổng thống mỹ kamala harris Chiến lược của bà cũng phụ thuộc rất nhiều vào kết quả ở những bang này. Nếu bà không thể thắng tại Pennsylvania, hy vọng duy nhất của bà là giành chiến thắng ở một trong hai bang Bắc Carolina hoặc Georgia. Đây là những bang có tính chất hơi thiên hữu và Đảng Dân chủ chỉ giành được sự ủng hộ một lần trong thế kỷ qua. Bắc Carolina vào năm 2008 với chiến thắng của Barack Obama và Georgia vào năm 2020 với sự thành công của Joe Biden. Mặc dù các bang khác như Michigan Wisconsin, Nevada và Arizona vẫn quan trọng, nhưng trọng tâm chiến lược của cả hai chiến dịch đang hướng vào ba bang then chốt trên. Ông Trump đã đầu tư rất nhiều vào các chiến dịch quảng cáo truyền hình tại Pennsylvania, Georgia và Bắc Carolina. Đây được xem là bức tường lửa của ông giúp chặn con đường tiến đến Nhà Trắng của bà Harris. Michael Wadley, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đã nhận định rằng nếu ai thắng Georgia, Bắc Carolina và Pennsylvania thì điều đó sẽ giúp họ vượt qua khó khăn. Cựu tổng thống Trump đang tận dụng triệt để chiến lược bầu cử của mình bằng cách tập trung vào ba bang chiến trường này. Tại Pennsylvania, ông đã chi tiêu nhiều nhất cho quảng cáo truyền hình và tập trung vào nhiều thị trường truyền thông chính ở đó. Tại Georgia, ông cũng dành một phần lớn ngân sách chiến dịch để nhắm vào các cử tri. Bắc Carolina cũng không nằm ngoài kế hoạch của ông Trump. Đầu tháng này, chiến dịch của ông đã chi 17 triệu đô la Mỹ cho quảng cáo tại đây, một động thái mạnh mẽ nhằm củng cố vị thế của mình. Về phía Phó tổng thống Harris, bà đang đối mặt với một cuộc đấu trí căng thẳng. Các chiến lược gia của bà hiểu rõ thách thức mà ông Trump đặt ra tại các bang trên. Bà Harris không chỉ cần giành chiến thắng ở một trong hai bang mà còn phải duy trì lợi thế tại các bang khác. Pennsylvania, nơi mà ông Biden từng thắng với chỉ khoảng 80.000 phiếu bầu trong năm 2020, giờ đây trở thành một bang đầy thử thách đối với bà Harris. Mặc dù vậy, bà Harris vẫn có cơ hội nhờ vào chiến lược tiếp cận các nhóm cử tri quan trọng như đàn ông da đen và những người Cộng hòa ôn hòa. Sự hỗ trợ của những nhân vật như Liz Cheney cũng giúp chiến dịch của bà gia tăng sự hiện diện tại Bắc Carolina. Những cử tri từng ủng hộ ông George Bush cũng không hài lòng với phong cách lãnh đạo của ông Trump là một mục tiêu quan trọng mà bà Harris đang nhắm đến. Có thể thấy, cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát các bang này không hề đơn giản. Ông Trump vẫn có ảnh hưởng lớn đối với một phần không nhỏ cử tri tại đây, dù đôi khi ông cũng gây ra xung đột trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ở Georgia quan hệ căng thẳng giữa ông Trump và thống đốc Brian Kemp của bang này đã gây lo ngại cho một số lãnh đạo đảng Cộng Hòa. Những sự dạn nứt này có thể ảnh hưởng đến khả năng giành chiến thắng của ông Trump tại Georgia. Ở Bắc Carolina, ông Trump cũng phải đối mặt với những thách thức từ các nhân vật trong chính đảng Cộng Hòa. Ứng cử viên thống đốc bang Mark Robinson đang gây tranh cãi với nhiều phát ngôn gây sốc đã khiến một bộ phận cử tri Cộng Hòa ôn hòa, không thoải mái. Điều này có thể tạo cơ hội cho bà Harris khai thác, thu hút các cử tri ôn hòa và những phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm bởi những phát ngôn của ông Robinson và một số nhân vật khác trong Đảng Cộng hòa. Theo đài truyền hình CNN, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bận rộn với lịch trình hoạt động ngoại giao dày đặc, bao gồm các cuộc họp tại khu ở riêng ở Delaware, các cuộc gặp bên lề tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc và các chuyến công du nước ngoài sắp tới. Sự chú ý trên trường thế giới cũng đang chuyển sang Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Mỗi ứng cử viên đều đang tìm cách vun đắp mối quan hệ ngoại giao của mình trong giai đoạn cuối của chiến dịch. Nắm bắt các cuộc gặp trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này như một cơ hội để thể hiện quan điểm khác biệt của họ. Cho đến nay, chỉ có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gặp cả hai ứng cử viên Tổng thống là bà Kamala Harris và ông Donald Trump. Trong khi đó, Phó Tổng thống Harris sẽ có cuộc hội đàm tại Washington với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông Donald Trump cũng tiết lộ có kế hoạch hội đàm với thủ tướng Ấn Độ. Trước đó, ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết đã gặp Quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và thủ tướng Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại khu nghỉ dưỡng Maalago ở Florida. Qatar hiện đóng vai trò là trung gian quan trọng cho Hamas trong những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được thỏa thuận về con tin và ngừng bắn ở Gaza. Ông Trump bày tỏ trên mạng xã hội quốc vương đã chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo vĩ đại và quyền lực của đất nước mình. Ngài ấy là người rất mong muốn hòa bình ở Trung Đông và trên toàn thế giới. Chúng tôi đã có mối quan hệ tuyệt vời trong những năm tôi ở Nhà Trắng và mối quan hệ này sẽ còn bền chặt hơn nữa trong thời gian tới. Nhiều quan chức Mỹ tiết lộ, các đại diện chính thức và không chính thức của bà Harris và ông Trump đã tiếp nhận yêu cầu từ hàng chục quốc gia với hy vọng sắp xếp các cuộc gặp mặt. Trong khi chiến dịch của ông Donald Trump thông báo cựu tổng thống có thể tổ chức các cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới mà chiến dịch của ông không thông báo trước. Thì cho đến hiện tại, phó tổng thống Kamala Harris không có kế hoạch đến New York để tham dự sự kiện của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trợ lý của cả hai ứng cử viên đều cho biết không có ai trong số họ phải cảm thấy chịu sức ép đặc biệt để đánh bóng chính sách đối ngoại của mình. Không giống như các cuộc bầu cử trước đây, cả hai ứng cử viên đều không tham gia các chuyến công du nước ngoài trước bầu cử để chứng minh khả năng làm chủ vũ đài thế giới. Bên cạnh đó, các vấn đề thế giới vẫn là thứ yếu so với các mối quan tâm trong nước như vấn đề kinh tế, nhập cư và phá thai. Tuy nhiên, việc các ứng cử viên Tổng thống sắp xếp các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nước ngoài trước một cuộc bầu cử không phải là chưa từng có. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ứng cử viên Hillary Clinton đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản lúc đó là Shinzo Abe và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Thời điểm đó, bà Clinton và ông Trump cũng đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah NCC. Mới đây, các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã công bố thỏa thuận gia hạn tài trợ cho chính phủ liên bang đến giữa tháng 12 nhằm ngăn chặn nguy cơ đóng cửa Nhà Trắng chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống. Trong bối cảnh nguồn tài trợ dành cho chính phủ Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2024, và quốc hội nước này vẫn chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách cả năm. Một biện pháp tạm thời được nhiều người mong đợi. Đảng Cộng hòa suốt nhiều tuần qua đã duy trì quan điểm cho rằng mọi quyết định gia hạn tài trợ chính phủ đều phải gắn với các yêu cầu mới. Theo đó, cử tri phải chứng minh quyền công dân. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu về dự luật kết hợp các điều khoản bầu cử với việc gia hạn tài trợ thêm 6 tháng đã thất bại hôm 18 tháng 9 tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Thỏa thuận mới được công bố không bao gồm các điều khoản bầu cử và chỉ gia hạn tài trợ cho chính phủ liên bang đến ngày 20 tháng 12. Dự luật mà Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này cũng sẽ bổ sung 231 triệu đô la Mỹ cho cơ quan mật vụ Mỹ, mức tăng lớn sau hai nỗ lực ám sát ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Dự luật cũng cung cấp 47 triệu đô la Mỹ tài trợ bổ sung cho an ninh ở Washington cho lễ nhậm chức Tổng thống. Những diễn biến trên cho thấy Quốc hội Mỹ vẫn phải đối mặt với thời hạn, thậm chí còn cấp bách hơn vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Bởi khi đó, các nhà lập pháp sẽ phải nâng trần nợ công hoặc phải đối mặt với nguy cơ không thể thanh toán khoản nợ lên tới hơn 35.000 tỷ đô la Mỹ của chính phủ liên bang. Việc chính phủ ngừng hoạt động có thể dẫn đến đóng cửa các cơ quan liên bang và công viên quốc gia, hạn chế các dịch vụ công và khiến hàng triệu nhân công tạm nghỉ việc và không được trả lương chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử. Lần gần đây nhất, chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần là vào cuối năm 2018 khi ông Donald Trump còn làm tổng thống. Trong bài phát biểu tại hội nghị quốc tế về hòa bình ở Paris, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi suy nghĩ về hòa bình ở châu Âu trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh rằng trên thực tế, cộng đồng chính trị châu Âu không chỉ giới hạn trong liên minh châu Âu và NATO ông macron cũng kêu gọi các quốc gia châu âu và thế giới tập trung vào cách xây dựng một trật tự thế giới mới nhà lãnh đạo pháp lưu ý thêm rõ ràng đây là thách thức lớn nhất hiện nay vì trật tự thế giới hiện tại của chúng ta không đầy đủ và không công bằng khi được hình thành vào cuối thế chiến thứ hai chưa bao trùm các vấn đề quan trọng như khí hậu và cuộc cách mạng công nghệ đồng thời tổng thống macron hối thúc sự hiện diện lớn hơn của các quốc gia đông dân trong các tổ chức quốc tế điều vốn không tồn tại khi trật tự thế giới hiện tại chỉ mới hình thành. Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây, trong đó có Pháp càng thêm căng thẳng. Nhà nghiên cứu William Freer của Hội đồng Cố vấn Địa Chiến lược có trụ sở tại Anh hồi cuối tháng 6 bình luận trên tờ Newsweek rằng giai đoạn đầu của cuộc xung đột ở Ukraine, ông Macron có cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Nga. Nhưng giờ đây, ông Macron lại tỏ ra cứng rắn hơn với Moscow điều đó khiến quan hệ giữa pháp và nga ngày càng giãn nứt ban đầu sau khi nga bắt đầu triển khai kế hoạch quân sự ở ukraine ông macron đã tìm cách giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao nhà lãnh đạo pháp đã thực hiện các cuộc điện đàm với ông putin và tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng như có các chuyến đi đến moscow và kiev để nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tuy nhiên theo thời gian ông macron đã thay đổi cách tiếp cận hiện pháp là một trong những nước đóng vai trò dẫn đầu trong việc thúc đẩy sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine. Trong nhiều tháng qua, ông Macron luôn thể hiện mình là một trong những người ủng hộ hàng đầu cho Ukraine khi liên tục đưa ra những tuyên bố được coi là khá thách thức nhằm vào Nga như việc đề cập đến khả năng đưa binh sĩ Pháp và các nước phương Tây khác tới tham gia cuộc chiến tại Ukraine. Hồi tháng 3 năm nay, ông Macron gọi Nga là đối thủ, đồng thời khẳng định Paris sẵn sàng đưa ra bất kỳ quyết định cần thiết nào để ngăn chặn chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Trả lời phỏng vấn Sputnik hồi tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng việc Pháp và Đức ký các thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine không ảnh hưởng đến quan hệ với Nga do mối quan hệ này đã xuống thấp chưa từng có. Bà Zakharova cho biết, đặc biệt đề cập đến quan hệ Nga, Đức và Nga-Pháp. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, thật không may, ở giai đoạn này, có rất ít điều có thể ảnh hưởng đến những mối quan hệ đó theo chiều hướng tồi tệ hơn nữa vì đã ở mức thấp chưa từng có. Thưa quý vị, chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra ở Trung Đông và cuộc xung đột giữa Israel Hamas. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Theo tờ Wall Street Journal, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc biên giới với Liban, Israel đã đưa ra tối hậu thư ngầm nhằm buộc Hezbollah phải rút binh sĩ ra khỏi khu vực này. Thông qua những cuộc tấn công liên tiếp vào cơ sở hạ tầng, lãnh đạo và lực lượng của Hezbollah, Israel đang tận dụng lợi thế quân sự và tình báo của mình để tạo áp lực lựa chọn cho hezbollah rõ ràng hoặc di chuyển khỏi biên giới israel hoặc đối mặt với một cuộc xung đột toàn diện israel bắt đầu tập trung về hezbollah sau khi mặt trận ở giải gaza trở nên tĩnh lặng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống liên lạc của hezbollah như kích nổ thiết bị nhắn tin và bộ đàm đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng điều phối của phong trào này đồng thời các cuộc không kích vào beirut nơi đặt căn cứ của lực lượng tinh nhuệ radwan đã khiến phần lớn lãnh đạo cấp cao của hezbollah bị loại bỏ những hành động này thể hiện rõ ràng sự chuyển đổi chiến lược của Israel từ việc kiềm chế tấn công trực tiếp sang hành động mạnh mẽ hơn nhằm vào đầu não của nhóm này. Sự gia tăng trong các cuộc tấn công còn nhằm gửi một thông điệp rõ ràng đến Hezbollah và lãnh đạo của phong trào này là ông Hassan Nasrallah. Israel không còn coi các cuộc tấn công như vậy là vượt quá ranh giới đỏ. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong quy tắc không chính thức của cuộc xung đột vốn đã kéo dài hàng thập kỷ giữa hai bên, trong đó có những giới hạn ngầm về địa điểm và đối tượng tấn công theo các quan chức Israel, các cuộc đàm phán nhằm đạt được một giải pháp hòa bình đã rơi vào bế tắc. Mỹ đã nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận, theo đó Hezbollah sẽ tự nguyện rút lực lượng vài chục km khỏi biên giới, quay trở lại danh giới được thiết lập sau cuộc chiến ly băng năm 2006. Tuy nhiên, sự không hiệu quả của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và tuyên bố tiếp tục tấn công của Hezbollah đã làm phức tạp tình hình. Trong khi đó, thời gian không còn nhiều để Israel đạt được một giải pháp ngoài giao tranh áp lực từ công chúng và chính trị trong nước đang buộc Israel phải hành động mạnh mẽ hơn. Với hơn 50.000 cư dân miền Bắc Israel đã bị di rời do xung đột, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thể để mất quyền kiểm soát khu vực này. Vào tuần trước, Israel đã chính thức bổ sung mục tiêu tái lập an ninh ở miền Bắc vào các mục tiêu xung đột của mình. Trong những tháng gần đây, Hezbollah đã bắn hàng nghìn quả tên lửa vào Israel, tăng đáng kể số lượng so với đầu năm dù vậy, Israel cũng không ngừng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Hezbollah ở Liban. Sự đáp trả của Hezbollah không hề giảm sút. Trong một phát biểu gần đây, thủ lĩnh của nhóm Nasrallah đã cảnh báo rằng nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Liban, Hezbollah đã sẵn sàng đối phó và sẽ biến cuộc chiến thành cơn ác mộng cho quân đội Israel. Dù Hezbollah gia tăng cảnh báo, Israel đã có những động thái chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản xung đột trực tiếp. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đến thăm lực lượng quân đội nước này ở miền Bắc và yêu cầu họ chuẩn bị cho một cuộc chiến khó khăn. Vận chuyển các lực lượng dù và biệt kích từ Gaza đến miền Bắc cho thấy Israel đã tính đến khả năng xung đột lan rộng sang Liban. Trong các cuộc tấn công gần đây, Israel không chỉ nhắm vào Hezbollah tại Liban mà còn nhằm vào các căn cứ của lực lượng này ở Syria và Iran, nhấn mạnh vai trò của Iran trong việc hỗ trợ Hezbollah Điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực. Do đó, cuộc xung đột gia tăng giữa Israel và Hezbollah không chỉ ảnh hưởng đến hai bên trực tiếp tham gia, mà còn gây ra làn sóng lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Lầu Năm Góc đã ra lệnh triển khai nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman đến khu vực địa Trung Hải nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu cuộc chiến toàn diện nổ ra, không chỉ Liban và Israel sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề, mà cả khu vực Trung Đông có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Ngoại trưởng Ai Cập Bad Abdelati mới đây đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục gia tăng nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh tình trạng căng thẳng hiện nay ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Ông Abdelati đưa ra cảnh báo trên trước thêm cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, với việc nhiều cường quốc kêu gọi Israel và Hezbollah tránh xa bờ vực của một cuộc xung đột toàn khu vực. Phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ông Adelati nêu rõ, có mối lo ngại lớn về khả năng tình trạng căng thẳng dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Tình trạng gia tăng bạo lực mới nhất đã tác động tiêu cực đến các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Nhưng Ai Cập cùng với Qatar và Mỹ có đầy đủ quyết tâm và cam kết tiếp tục các nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập Qatar và Mỹ đã cố gắng làm trung gian cho các cuộc đàm phán để bảo đảm lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine. Tuy nhiên, ông Abdelati nói rằng tất cả các thành phần của thỏa thuận đã sẵn sàng. Vấn đề là việc thiếu ý chí chính trị từ phía Israel. Ông cũng đổ lỗi cho những chính sách và động thái của Israel về tình trạng giao tranh dữ dội với Hezbollah, một đồng minh của Hamas. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập nói thêm, Chúng tôi đang trao đổi với các đối tác khu vực và quốc tế, bao gồm cả Mỹ, về tầm quan trọng của việc ngăn chặn gia tăng căng thẳng cũng như chấm dứt các chính sách đơn phương mà Israel đang thực hiện. Hồi cuối tháng 7, Ai Cập cũng lên tiếng cảnh báo nguy cơ về một mặt trận mới ở Liban sau vụ tấn công nhằm vào ngôi làng Masdan Sam ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Bộ ngoại giao Ai Cập khi ấy nhấn mạnh, diễn biến nêu trên có thể đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột khu vực toàn diện đồng thời kêu gọi hỗ trợ và bảo vệ ly băng. Tuyên bố của Bộ ngoại giao Ai Cập cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn những hậu quả từ tình trạng gia tăng căng thẳng xung đột, điều mà Ai Cập cảnh báo có thể đe dọa đến hòa bình và an ninh toàn cầu. Ngoài ra, Ai Cập cũng nhắc lại cảnh báo về các mối nguy hiểm của cuộc xung đột ở Gaza, đồng thời kêu gọi các bên tiến tới lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức để chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Gaza càng sớm càng tốt cũng như khôi phục an ninh và ổn định trong khu vực. Theo hãng tin AFP, quân đội Iran đã tổ chức lễ duyệt binh thường niên kỷ niệm cuộc xung đột với Iraq từ năm 1980 đến năm 1988. Tại đây, các lực lượng vũ trang của Tehran đã trình làng một dòng tên lửa đạn đạo mới, phiên bản nâng cấp của dòng máy bay không người lái drone tấn công cảm tử Sahed 136 vốn xuất hiện rất nhiều trên chiến trường Ukraine cũng được giới thiệu. Dòng tên lửa mới mang tên Jihad được thiết kế và sản xuất bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, sử dụng nhiên liệu rắn và có tầm hoạt động lên đến 1.000 km, theo hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA. Trong khi đó, phiên bản nâng cấp drone Sahed 136B được tích hợp thêm nhiều tính năng mới và mở rộng phạm vi hoạt động lên đến 4.000 km. Tuy nhiên, Irana không giải thích rõ những tính năng mới bao gồm những gì. Động thái diễn ra trong bối cảnh Trung Đông sục sôi, căng thẳng và có thể nổ thành xung đột khu vực bất kỳ lúc nào. Trước đó vào tháng 4 năm nay, trong cuộc duyệt binh gần đây kỷ niệm ngày quân đội, Iran đã phô diễn hệ thống phòng không tầm xa Baava 373 có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không cách xa tới 300 đến 400 km, được giới thiệu lần đầu tiên ra công chúng vào năm 2019. BAVA-373 kể từ đó đã được cải tiến để đối phó các mối đe dọa từ máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5. Theo các nguồn tin của Iran, BAVA-373 được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt các máy bay chiến đấu, tên lửa dẫn đường và thiết bị bay không người lái tiên tiến từ khoảng cách xa và độ cao. Hệ thống này bao gồm các thành phần như radar, cảm biến quang học, hệ thống chỉ huy và điều khiển để theo dõi và đánh chặn mục tiêu các thành phần chính của hệ thống BAVA 373 bao gồm xe phóng, transporter, erector, TEL, xe Mirad 4 được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động, AESA công suất cao và nhiều hệ thống cảm biến khác. Tehran tuyên bố rằng khả năng của BAVA 373 bản nâng cấp có thể so sánh với S-400 của Nga và các hệ thống Patriot và phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, thá của Mỹ. Hệ thống này sử dụng tên lửa dẫn đường tầm xa Sayat B4 có thể nhắm mục tiêu vào các mục tiêu trong phạm vi 400 km và độ cao lên tới 32 km. Tên lửa Sayat B4 là tên lửa đánh chặn hai giai đoạn, sử dụng nhiên liệu rắn, có đầu dò mục tiêu nâng cao, hệ thống theo dõi, điều khiển và đầu đạn đã được hiện đại hóa. Khi mô tả sự hiện diện của Bava 373 bản nâng cấp, trang tin quân sự của Mỹ có tên báo cáo lực lượng tác chiến đặc biệt Sofrep đã gọi hệ thống này là một sự phát triển đáng kể đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Iran, thể hiện cả khả năng tự cung tự cấp ngày càng tăng và khát vọng của nước này về một mạng lưới phòng không tiên tiến hơn. Theo Sofrep, việc ra mắt hệ thống BAVA 373 nâng cấp có thể được thực hiện để gửi một thông điệp gian đèm mạnh mẽ nhắm vào các đối thủ tiềm năng, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị phức tạp ở Trung Đông. Những diễn biến giữa Hezbollah và Israel sau vụ nổ hàng loạt thiết bị ở Liban làm gia tăng quan ngại rằng Israel sẽ phải chiến đấu trên mặt trận thứ hai sau Gaza. Hezbollah đã cáo buộc Israel đứng sau các cuộc tấn công này, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả. Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn chưa phản hồi các cáo buộc. Câu hỏi được đặt ra là liệu Israel có đủ sức lực để căng mình trên cả hai mặt trận cùng một thời điểm hay không? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Joab Galan khẳng định, các hoạt động trong giai đoạn mới của cuộc xung đột sẽ tiếp tục cho đến khi Tel Aviv đạt được mục tiêu đảm bảo người dân ở miền Bắc Israel quay trở về nhà an toàn. Ông nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi đối phương để bảo vệ công dân Israel, ngay cả ở Dahiye, tại Beirut. Hầu hết các chuyên gia quân sự đều cảnh báo không nên chọn chiến đấu trên hai mặt trận cùng thời điểm. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo tình báo Israel, ông Tami Heyman, chia sẻ với tờ Foreign Policy rằng Israel có thể xử lý được hai, thậm chí ba mặt trận cùng một lúc. Nhưng ông nhấn mạnh, Vấn đề không phải là lực lượng phòng vệ Israel, IDF, vấn đề là hậu phương, là thiệt hại cho xã hội Israel và khả năng phục hồi của xã hội Israel. Hai mặt trận không phải là vấn đề quân sự, đó là vấn đề về mặt xã hội, khả năng phục hồi và bảo vệ hậu phương. Ngoài ra, ông Tamir Hayman cũng lưu ý rằng Hezbollah có hỏa lực gấp 10 lần và khả năng trên bộ gấp đôi Hamas, trang thiết bị tốt hơn nhiều. Hezbollah ước tính có khoảng 150.000 tên lửa và rocket, bao gồm một số tên lửa có thể đi sâu vào lãnh thổ Israel mặc dù hệ thống phòng không vòng sắt Iron Dome của Israel đã thành công đáng kể trong việc vô hiệu hóa mối đe dọa rocket từ Gaza, nhưng nó có nguy cơ không hoạt động hiệu quả trước một loạt tên lửa tinh vi hơn trên diện rộng. Israel cần sự giúp đỡ từ Mỹ, Anh, Pháp và Jordani để chống lại một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran. Trước đó, người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã từng khẳng định Israel có thể chiến đấu trên hai mặt trận với Hamas và Hezbollah. Nhưng theo truyền thông Israel, cả quân đội nước này và Mỹ đều có mục tiêu tránh xung đột trên nhiều mặt trận. Sau nhiều tháng chiến dịch ở Gaza và giao tranh với Hezbollah, nếu xung đột nổ ra trong thời gian tới, có vẻ như IDF có thể không đạt được sức mạnh tối đa. Ngoài ra, còn có một bài toán hóc búa cho Israel là nên huy động bao nhiêu lực lượng trong một cuộc tấn công vào Gaza và nên giữ lại bao nhiêu lực lượng để bảo vệ khu vực phía Bắc. Sau khi triệu tập thêm 300.000 binh sĩ lực lượng dự bị và vốn có khoảng 170.000 binh sĩ thường trực Israel có gần nửa triệu binh sĩ có thể phân bổ cho hai mặt trận. Nhưng các quan chức cũng sẽ cân nhắc cẩn thận về việc liệu họ có thể triển khai binh sĩ ở bờ Tây hay không, nơi đã ghi nhận làn sóng bạo lực tồi tệ nhất giữa người Israel và người Palestine trong hai thập niên. Theo tờ Telegraph của Anh, ngay cả với sự hỗ trợ của Mỹ, việc đồng thời xử lý xung đột ở Gaza và bảo vệ miền Bắc sẽ là một nhiệm vụ to lớn mà IDF chưa từng phải đối mặt trước đây. Cả Israel và Hezbollah đều có những lý do để không tham gia xung đột ở thời điểm này các chỉ huy của idf cũng hiểu rằng xung đột trên bộ với hezbollah có thể khiến israel phải trả giá đắt về mạng sống của người dân bên cạnh đó mặc dù xe tăng israel đã được nâng cấp nhưng chúng vẫn khá yếu thế trước các vụ tấn công du kích các lãnh đạo hezbollah cũng có tài sản về chính trị và kinh tế cần bảo vệ tại liban trong khi đó xung đột với israel có thể kéo theo thiệt hại nặng nề tuy cả israel và hezbollah đều không muốn xung đột toàn diện ngay bây giờ nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra bởi nguy cơ tính toán sai lầm luôn cao. Kịch bản về một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah gây lo ngại lớn đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là ở phương Tây. Ngoài ra, kịch bản này sẽ tạo ra một làn sóng người tị nạn mới mà các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các thành viên Liên minh châu Âu, EU sẽ phải đối phó. Tiếp tục kế hoạch tác chiến mới với trọng tâm là chiến trường Liban, quân đội Israel đã mở thêm hàng trăm cuộc không kích ác liệt vào quốc gia láng giềng phá hủy hàng nghìn tên lửa cùng nhiều công trình và tài sản của phong trào Hezbollah. Ở chiều ngược lại, nhóm vũ trang Liban đáp trả bằng nhiều đợt tập kích tên lửa dữ dội vào miền Bắc Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo trong ngày, không quân Israel đã tấn công khoảng 400 mục tiêu, phá hủy hàng nghìn tên lửa của phong trào Hezbollah ở khu vực phía nam Liban. Người phát ngôn IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, hoạt động tấn công được chia thành 3 đợt chính vào sáng sớm, buổi chiều và giữa đêm qua các cuộc không kích được tiến hành dựa trên thông tin tình báo chính xác với sự tham gia của hàng chục máy bay chiến đấu. Theo truyền thông khu vực, đây là những đợt không kích ác liệt nhất của Israel vào Liban trong gần một tháng qua, kể từ sau chiến dịch tấn công phủ đầu với sự tham gia của hàng trăm máy bay chiến đấu Israel cuối tháng 8. Ngay sau các cuộc không kích, quân đội Israel đã ban hành hướng dẫn mới về ứng phó tình huống khẩn cấp tại thành phố Haifa và hàng loạt khu dân cư phía Bắc nhằm chuẩn bị cho khả năng bị Hezbollah tấn công trả đũa theo hướng dẫn mới, người dân tại các khu vực trên không được tập trung quá 30 người ở ngoài trời và quá 300 người ở trong nhà. Hoạt động sản xuất và học tập chỉ được tiến hành tại những địa điểm có sẵn hầm trú ẩn phù hợp, ở khoảng cách gần và dễ dàng tiếp cận. IDF đánh giá Hezbollah vẫn đang sở hữu kho vũ khí khổng lồ, trong đó có nhiều tên lửa hành trình, tên lửa tầm xa có độ chính xác cao, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung bình có khả năng tấn công khu vực Haifa và các địa phương phía bắc. Về phía Hezbollah, Lực lượng này đã đáp trả các cuộc không kích của Israel bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa dữ dội vào khu vực phía bắc Israel. Theo quân đội Israel, chỉ trong khoảng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ hồi chiều qua, Hezbollah đã tiến hành ít nhất 5 cuộc tập kích với khoảng 100 tên lửa bắn vào các khu vực Safed, Kiryas Mona, Cao Nguyên Golan và Thượng Galilee. Các cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào, song khiến còi báo động liên tục vang lên tại các thị trấn và khu dân cư phía bắc Israel. Lo ngại trước nguy cơ xung đột gia tăng nhiều quốc gia phương Tây đã kêu gọi công dân lập tức rời khỏi Liban. Mới nhất, Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đêm qua ra thông báo hối thúc toàn bộ công dân Mỹ rời khỏi Liban khi các chuyến bay thương mại còn hoạt động. Thông báo nêu rõ, cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hezbollah mang bản chất khó đoán định. Vì vậy, Đại sứ quán Mỹ có thể không hỗ trợ được các công dân chọn ở lại hoặc không thể rời khỏi Liban bằng các chuyến bay thương mại. Trước đó, Đại sứ quán các nước Pháp, Anh và Canada tại Liban cũng đưa ra khuyến cáo tương tự, kêu gọi công dân lập tức rời khỏi quốc gia Trung Đông này khi hoạt động bay thương mại còn được vận hành. Đại giáo chủ Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel đang phạm tội ác với trẻ em, chứ không phải những người tham chiến. Phát biểu trên được ông Ayatollah Ali Khamenei đưa ra sau cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng trong đó có ba trẻ em và 7 phụ nữ. Ông Khamenei cho rằng Israel thậm chí không che giấu các hình thức tội ác khác nhau ở giải Gaza, bờ Tây, Liban và Syria. Ông Khamenei nói với một nhóm phái viên từ các quốc gia Hồi giáo tại Tehran rằng Israel không chiến đấu với những người đàn ông, mà là những dân thường vô tội. Cuộc không kích đã nhằm vào tòa nhà bên cạnh nhà trẻ, trở thành cuộc tấn công khốc liệt nhất trong một năm xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran. Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên Hezbollah phát nổ. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng đã kêu gọi tất cả các nước Hồi giáo hạ cấp quan hệ chính trị với Israel và cắt đứt quan hệ kinh tế với Tel Aviv trong bài phát biểu tại Hội nghị quốc tế về thống nhất Hồi giáo ở Tehran. Ông Khamenei chỉ trích các chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và bờ Tây, cũng như các cuộc tấn công vào Liban và Syria. Ông cho rằng Israel sẽ không dừng lại vì cộng đồng Hồi giáo chưa sử dụng sức mạnh nội tại của mình. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan cũng đã kêu gọi phương Tây thực hiện các bước răn đe với Israel. Ông cho rằng những cuộc tấn công vào Liban trong tuần này cho thấy chính phủ Israel đang mở rộng giao tranh ra khắp khu vực. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Erdogan nói rằng cuộc xung đột của Israel ở giải Gaza là chủ đề chính trong bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông nhấn mạnh, đã đến lúc tất cả các quốc gia có sứ mệnh bảo vệ hòa bình thế giới phải đưa ra giải pháp ngăn chặn Israel để chấm dứt tình trạng áp bức diễn ra trong gần một năm, thiết lập lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và đảm bảo dòng viện trợ nhân đạo không bị cản trở. Tất cả chúng ta, toàn thế giới và đặc biệt là Liên Hợp Quốc đều có những nhiệm vụ quan trọng. Theo hãng tin AP, trong khi các cuộc tấn công giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban tăng mạnh trong tuần này, ngày càng có nhiều lo ngại cho rằng xung đột có thể gia tăng thành một cuộc giao tranh tổng lực. Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu tăng cường hoặc thay đổi lực lượng quân sự tại khu vực sau các cuộc tấn công mới nhất. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, chúng tôi tin vào khả năng hiện có của chúng tôi có thể bảo vệ lực lượng của mình và cũng sẽ bảo vệ Israel trong trường hợp cần thiết. Trong khi đó, một quan chức quân sự giấu tên khác cho biết, các nguồn lực xung đột khác nhau, bao gồm các hoạt động nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, bảo vệ Israel và chống các mối đe dọa từ lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Sau đây là quy mô quân lực của Mỹ tại Trung Đông trong bối cảnh các cuộc giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại đây. Thông thường, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom phụ trách toàn bộ khu vực Trung Đông, gồm khoảng 34.000 binh sĩ. Số lượng quân đã được tăng lên khoảng 40.000 người trong những tháng đầu nổ ra xung đột giữa Israel và Hamas. Vào thời điểm đó, các tàu và máy bay cũng đã được trì viện thêm. Vài tuần trước, tổng số quân đã tăng lên gần 50.000 người khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ra lệnh cho hai tàu sân bay và các tàu chiến đi kèm ở lại khu vực khi căng thẳng bùng phát giữa Israel và Liban. Về tàu chiến, các tàu chiến của Hải quân Mỹ nằm rải rác khắp khu vực, trải dài từ phía Đông Địa Trung Hải đến Vịnh Oman. Hiện tàu sân bay USS Abraham và ba tàu khu trục trong đội cũng đang hoạt động tại Vịnh Oman, trong khi hai tàu khu trục khác của Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ tàu ngầm được trang bị tên lửa dẫn đường USS Georgia cũng tới Biển Đỏ vào tháng trước theo lệnh của Bộ Chỉ huy Sencom. Tuy nhiên, vị trí của tàu không được tiết lộ. Ngoài ra, còn 6 tàu chiến khác của Mỹ hoạt động ở phía đông biển địa Trung Hải, bao gồm tàu tấn công đổ bộ USS Waps, chở theo đơn vị viễn trinh thủy quân lục chiến số 26. Ba tàu khu trục của Hải quân cũng đang ở cùng khu vực. Mỹ có khoảng 6 máy bay chiến đấu fa 18 thuộc tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã được chuyển đến căn cứ trên đất liền trong khu vực, song không được tiết lộ vị trí. Hồi tháng trước, không quân Mỹ đã điều động thêm một đội máy bay chiến đấu F-22 tiên tiến, nâng tổng số đội chiến đấu cơ ở Trung Đông lên 4 đội, bao gồm một đội máy bay tấn công mặt đất A-10 Thunderbolt 2, một đội F-15E Strike Eagles và đội chiến đấu cơ F-16. Theo giới chuyên gia, các chiến đấu cơ F-22 của Mỹ là vũ khí khó bị phát hiện, có bộ cảm biến tinh vi để chấn áp hệ thống phòng không của đối phương và thực hiện các cuộc tấn công điện tử. Người dân trên khắp Israel đã nhận được tin nhắn giả mạo có tiêu đề cảnh báo khẩn cấp, làm dấy lên lo ngại về khả năng Iran đã tấn công mạng nước này. Theo The Post, tin nhắn giả mạo kêu gọi người dân Israel rời nơi đang ở và tìm một khu vực được bảo vệ. Hiện nhà chức trách Israel đang xem xét khả năng tin nhắn được Iran gửi đi vì lực lượng phòng vệ Israel IDF khẳng định không gửi cảnh báo và tuyên bố đó là tin nhắn giả mạo. IDF tuyên bố, thông báo được phát tán thay mặt chúng tôi, không có thay đổi nào trong chính sách phòng thủ của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Tin nhắn người dân Israel nhận được có chứa một liên kết và bên trên đó là dòng chữ viết sai chính tả với nội dung bạn phải vào khu vực được bảo vệ. Theo Walla Technology, đây là một nỗ lực nhằm gây hoảng loạn trong công chúng và là một chiến thuật chiến tranh tâm lý Tin nhắn được gửi vào đêm muộn hôm 18 tháng 9, sau khi một loạt cuộc tấn công mạng kép nhằm vào các thành viên nhóm Hezbollah ở Liban diễn ra hôm 17 và 18 tháng 9 liên quan tới vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm. Đáng chú ý, quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ Axios, Israel có thể đã buộc phải kích nổ hàng loạt máy nhắn tin của các thành viên lực lượng Hezbollah trước nguy cơ âm mưu bị bại lộ. Một cựu quan chức Israel nói với tờ Axios rằng phương án gây nổ máy nhắn tin dự kiến dùng trong trường hợp xảy ra cuộc chiến toàn diện với Hezbollah. Tình báo Israel Mossad vài ngày qua bày tỏ lo ngại về khả năng âm mưu bị bại lộ. Hai thành viên Hezbollah dường như đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với máy nhắn tin của họ. Theo Axios, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan đã thông báo với phía Mỹ vài phút trước khi kích hoạt cuộc tấn công nhưng không cung cấp cho Mỹ thông tin chi tiết. Loạt vụ nổ xảy ra ở Liban và Syria đã gây ra hỗn loạn. Hàng nghìn người bị thương dẫn đến một số bệnh viện ở Liban quá tải. Sau loạt vụ nổ máy nhắn tin, Hezbollah cáo buộc Israel thực hiện hành vi vi phạm an ninh nội bộ lớn nhất của Liban kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Những sự kiện này đã đặt Iran vào thế khó. Trong hai tháng qua, Iran đang giải quyết vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas tại Tehran. Giờ đây, đại sứ của nước này lại nằm trong số những người bị nhắm mục tiêu ở Liban mặc dù Tehran đã lên án hành động của Israel, nhưng các chuyên gia tin rằng cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Israel là điều không thể xảy ra. Tuy nhiên, Iran có thể khởi xướng các hành động trả đũa thông qua các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah để củng cố ảnh hưởng trong khu vực. Về phần mình, Hezbollah có lý do riêng để đáp trả. Trong năm qua, nhiều tay súng của nhóm này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel, bao gồm cả các chỉ huy chủ chốt như Fuad Suk đối với Hezbollah. Đây không chỉ là hành động đáp trả mà còn là thách thức nghiêm trọng về danh tiếng. Nếu họ không phản ứng, vị thế và sự ủng hộ của họ ở Li Băng có thể giảm mạnh. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thời gian qua, Ukraine liên tục giao tranh quyết liệt với lực lượng Nga tại khu vực Toresk, một thị trấn chiến lược nằm ở miền đông Ukraine. Nga liên tục tấn công không thương tiếc vào nơi này. Sau những đợt giao tranh, Toresk trở nên hoang tàn, sơ xác với những tòa nhà đổ nát trơ khung. Nhiều ô tô bị cháy rụi do pháo kích nằm la liệt trên đường. Toresk đã trở thành mặt trận hàng đầu trong xung đột Nga-Ukraine. Ukraine đã mất nhiều vị trí phòng thủ mà họ giữ được trong thời gian dài ở ngoại vi Toresk và bên trong New York, một thị trấn nhỏ hơn, nằm cách vài dặm về phía nam. Áp lực lên lực lượng phòng ngự của Ukraine ngày càng lớn. Mới đây, kênh Military Summary đưa tin phòng tuyến của Kiev tại mắt bão Toresk đang sụp đổ. Lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, đang mất những vị trí rất quý giá trong khu vực cao tầng trung tâm. Một khi chiếm được nơi này, quân đội Nga RFAF có thể khống chế toàn bộ khu vực bằng hỏa lực, chi viện đắc lực cho nhiều mũi xung kích đột phá sâu hơn về phía tây thành phố. Trong khi đó, giữa lúc xung đột căng thẳng, một tình huống đặc biệt nghiêm trọng vừa được ghi nhận đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Nga có thể đã giành được quyền truy cập vào các hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến thuật của Ukraine, bao gồm Krapiva, và Village Table khi nguồn tin từ Kiev cho biết gần đây nhiều mục tiêu giả không thực sự tồn tại đã xuất hiện trong những tổ hợp này. Các nhà phân tích Ukraine cho rằng phía Nga đã giành được quyền truy cập vào phần mềm này và đang cố tình làm xáo trộn chiến trường nhằm gây nhầm lẫn cho đối phương. Điều này buộc lực lượng phòng không Ukraine và một số đơn vị khác phải hoạt động tích cực và rồi lộ diện, sau đó là một cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc không kích vào đúng vị trí của họ. Quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.